Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tiểu thuyết kiếm hiệp trinh thám Thiên Thủ Ngự Ma của tác giả Tào Như Băng qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thôi Mật cắt lời nói: "Lão trưởng biết tung tích của tiểu nhi à?" Lão nhân mỉm cười nói: "Lệnh lang bình an vô sự, gần đây đang buôn tẩu giang hồ thực hiện kế hoạch phục thù. Điểm này phu nhân có thể yên tâm chờ đợi." Thôi Mật vừa mừng vừa nghi hoặc, bà truy vấn: "Sao lão trưởng lại biết rõ như vậy?" Lão nhân khẽ thở dài và nói: "Đó là do lão khiếu gặp lệnh lang giữa đường và được lệnh lang nhờ truyền cáo cho phu nhân biết." Thôi Mật à một tiếng, đang định hỏi tiếp thì thấy lão nhân đổi giọng nghiêm túc nói: "Bây giờ lão khiếu muốn nói đến dụng ý mời phu nhân đến đây." Thôi Mật gật đầu nói: "Xin lão trưởng cho biết." Lão nhân trầm sắc diện và nói: "Phu nhân có biết là ngày đêm mình đang ở trong nguy hiểm hay không?" Thôi Mật ngớ cả người, nhất thời chẳng hiểu gì cả. Lão nhân lại nói: "Lão khiếu muốn chỉ hoàn cảnh xung quanh của phu nhân đó." Thôi Mật kinh ngạc hỏi: "Không lẽ bọn ma đầu đó đã dò biết chỗ ẩn thân của bọn tiện thiếp?" Lão nhân lắc đầu nói: "Phu nhân đoán sai rồi, ác ma đang ở bên người của phu nhân mà." Thôi Mật cả kinh buộc miệng hỏi: "Là ai?" Lão nhân thở dài nói: "Chính là sư huynh Hà Nhược Phi của phu nhân đó." Thôi Mật giọng phẫn nộ nói: "Tại sao tiền bối lại du khống cho hạ sư huynh của tiện thiếp?" Lão nhân chậm rãi nói: "Phu nhân bị tình cảm che cả hai mắt nên khó tự cảm nhận được. Lão khiếu tuyệt đối không có du cáo người khác, mà có chứng cứ rõ ràng. Với sự thông tuệ của phu nhân, lẽ nào không tin lời lão khiếu?" Thôi Mật lạnh lùng hỏi: "Chứng cứ gì?" Lão nhân bình thản mỉm cười và nói: "Đó là cuốn Thiên Môn Võ Phổ." Thôi Mật cười nhạt và nói: "Linh Thiên Tàng Thiên Bí Kiếp là do Hà Sư Huynh trộm được từ Tần Gia Cổ Bảo ra, sao có thể trở thành chứng cứ được chứ? Lời của lão trưởng há chẳng phải là thuận miệng nói bừa, bất phân trắng đen sao?" Lão nhân cười ha hả một tràng rồi đoạn nói: "Phu nhân quá thật thà rồi, lẽ nào phu nhân tin bản bí kiếp đó là do Hà Nhược Phi trộm từ Tần Gia Cổ Bảo ra chứ?" Thôi Mật lại hỏi: "Vậy lão trưởng cho rằng sư huynh của tiện thiếp lấy từ đâu?" Lão nhân nói: "Lão khiếu biết đó là do lệnh lang và quý nhãn thần thâu lấy trộm từ Diêm Dương Bảo ra, sau đó đem tặng cho ảnh tử quyết lệnh." Thôi Mật lạnh lùng nói: "Lão trưởng càng nói càng vô lý, tuyệt đối không có một chút vô lý nào. Nếu lão khiếu nói ra mấu chốt bên trong thì phu nhân ác xả rõ. Đây là một bộ phận trong kế hoạch giải cứu Nam Cung Đại Hiệp và lệnh tôn của lệnh lang đó. Mấu chốt ở chỗ nào?" "Mấu chốt ở chỗ cuốn Thiên Môn Võ Phổ này tuy là bản thật, nhưng trước đây 400 năm, trưởng môn nhân của phái Thiên Môn đã sửa đổi. Dẫu có được cũng vô dụng, tu luyện chẳng có lợi mà chỉ có hại mà thôi. Linh Thiên Bí Kiếp thật đã nằm trong tay của lệnh lang rồi." Thôi Mật vô cùng kinh ngạc, bà hỏi: "Làm sao lão trưởng biết rõ ràng như vậy?" Lão nhân mỉm cười nói: "Lão khiếu là người giúp lệnh lang vạch ra kế hoạch." Lão ngừng giây lát rồi đoạn nói tiếp: "Lệnh lang đã đem vật vô dụng tặng cho ảnh tử quyết lệnh, thì tại sao lại rơi vào tay của lệnh sư huynh? Điều này có lẽ phu nhân thừa sức để hiểu rồi chứ?" Thôi Mật nghe đến đây thì bất giác rùng mình, hoa dung thất sắc, xích chút nữa là đầu quán mắt hoa. Dường như bà không còn tin vào tai của mình nữa. Nhưng mà biết, dơi vẻ mặt đầy chính khí của lão nhân trước mắt và những lời chân thành của lão, rõ ràng không phải lão bịa chuyện. Bà ấp úng nói: "Theo lão trưởng nói như vậy thì Hà sư huynh lẽ nào đó là ảnh tử quyết lệnh sao?"
Lão nhân nghiêm sắc diện: "Phu nhân đã biết rồi thì lão khiếu cũng không cần nói nhiều nữa. Đã gần đến ngày đại hội võ lâm ở Hoàng Sơn, đó chính là ngày quyết đấu giữa chánh tà. Phu nhân hãy nhanh chóng phó hội, kẻo bỏ mất cơ hội tốt để tẩy sạch thành danh." Đối với Thôi Mật mà nói, tin tức này chẳng những quá bất ngờ mà còn khiến cho bà bị sốc về mặt tinh thần. Nhất thời bà nấc lên một tiếng rồi bật khóc. Thế là chân tướng đã rõ. Đại ma đầu tung hoành giang hồ khiến cho võ lâm thất điên bát đảo lại chính là sư huynh Thôi Mật, là đại đồ đệ của phụ thân bà. Bất giác bà tự hỏi, tại sao Hà sư huynh lại làm như vậy? Không lẽ là vì ta? Bà ta không dám nghĩ tiếp nữa, đưa tay gạt lệ rồi nói: "Đà tạ lão trương đã cảnh tỉnh, nhưng chẳng ai có thể ban cho tiện thiếp biết tôn tánh đại danh không?" Lão nhân cười ha hả và nói: "Lão khiếu đã đoạn tuyệt với thế nhân, không muốn vướng víu vào ân quán giang hồ. Phu nhân hãy nghe lời lão khiếu, tức tốc rời khỏi nơi này. Thời điểm tiêu diệt tà ma đã không còn xa nữa." Nói đoạn lão phất trường bào, thân hình lướt đi như gió, thoáng cái thì đã mất hút tung tích vào màn đêm bao la. Thực ra tuy Thôi Mật không biết danh tính của lão nhân vô danh này, nhưng có lẽ quý độc giả cũng đã đoán ra được, ngoài thiên môn cư sĩ ở Thái Dương Cốc ra thì còn ai vào đây nữa. Lúc này Thôi Mật hoang mang nhìn vào màn đêm xa xăm, khỏi lòng đau đớn như bị dao kiếm nghiền nát. Hồi lâu sau bỗng nhiên bà tung người phóng đi như chớp, tất nhiên là không phải trở về Tuyệt Hồn Cốc. Bà muốn nhanh chóng lên Hoàng Sơn để gặp lại Nam Cung Lượng, để chứng minh lời của lão nhân không chịu lưu lại danh tính kia là chân hay giả. Ngày mồng 9 tháng 9 chính là ngày Tết Trùng Dương, ngày Tết của tục leo núi. Trên tuyệt đỉnh Thủy Tính Phong của dãy Hoàng Sơn vốn chẳng có dấu tích con người qua lại, nhưng đến trưa hôm nay thì đã có một rừng người tụ tập quyên thiên náo nhiệt vô cùng. Từ chân núi lên đến tuyệt đỉnh, những nơi có vách đá đâm ngang và đã có nhân vật võ lâm bịt mặt đứng canh gác. Cứ cách 4-5 trượng là có một toán người song mục lấp lánh tinh quang theo dõi những toán nhân vật võ lâm phó hội. Không cần nói cũng biết đó là những cao thủ của Thiết Quyết Minh. Trên tuyệt đỉnh là một khoảng đất trống bằng phẳng rộng chừng 100 trượng vuông. Những loạn thạch lởm chởm đã sớm được dọn qua hai bên. Hiện tại hai bên phía đông đã có một toán với 5 người đứng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng sốt ruột bất an. Đứng giữa toán người này là một trường bào lão nhân thân hình to lớn, đó chính là Độc Cước Diêm La Lê Ất Hưu. Bên trái lão chính là Chưởng Môn Thiếu Lâm Bách Tính Thiền Sư, kế đến là Bách Quả Thiền Sư và Thiếu Lâm Thập Bát La Hán. Bên phải Lê Ất Hưu theo thứ tự là La Sát Bà Bà, Chưởng Môn Điểm Thương Mục Trung Nam, Ngũ Sát Ngũ Kiếm, kế đến là Chưởng Môn Võ Đan Quy Linh Chân Nhân và Nhị Vị Sư Đệ Quy Nguyên Quy Chân Tử, Chưởng Môn Nga Mi Hư Vô Trưởng Lão Lê Tuệ, Địa Linh Thần Khất Phiêu Phong Kiếm Khách Dịch Như Quân, hai cha con Ngân Tiên Phi Long, Nhậm Bất Khí và Nhậm Sáu Quân, lão đại và lão nhị trong Phi Hồng Tam Kiếm, cuối cùng là những đạo sĩ của Thanh Chân Quán. Thần sắc của quần hồn đều lộ vẻ lo lắng sốt ruột, duy chỉ có Độc Cước Diêm La vẫn trầm tĩnh an nhiên, dường như lão chẳng quan tâm đến cuộc hội ngộ sinh tử sắp tới này. Đối diện với quần hồn, bên cánh tay ngoài 5 người bịt mặt không ngừng chạy tới chạy lui ra, kỳ dư chẳng có một ai khác. Đang lúc quần hào cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa thì đột nhiên dưới tuyệt đỉnh vang lên một loạt tiếng hô: "Lệnh chủ giá lâm!" Tiếng hô từ chân núi truyền lên sườn núi, lần lượt truyền đi lên tuyệt đỉnh, thể hiện khí thế vô cùng to lớn. 5 nhân vật ở phía tây lập tức phân thành 2 hàng và đứng nghiêm túc, chớp mắt thì đã có thêm mấy chục bóng người từ dưới chân núi lướt lên đỉnh núi phía tây. Dẫn đầu chính là lão độc vật ở Miêu Cương Bách Độc Tôn Giả và bọn ngân y đệ tử. Kế tiếp đó là độc thủ nhân ma Cốc Nhất Minh, Ảnh Tử Quyết Lệnh, Thủy Chôn vẫn bịt mặt bằng khăn đen, cùng Cực Lạc Tiên Tử Công Tôn Mỹ mặt đẹp như hoa,
nhưng bụng độc như xà. Phía sau còn có mấy chục lam y nhân bịt mặt hộ vệ, khí thế hừng hực đi lại như chỗ không người. Sau khi hạ thân xuống đương trường, ánh tử quyết lệnh quét một quan lạnh như đao, nhìn về phía quần hùng rồi cung thủ nói: "Các vị đều đã đến rồi à, sớm vậy." Nói đoạn y cười nhạt một tiếng đầy vẻ thần bí. Độc Cước Diêm La liền cười sang sảng một tràng, đầy hào khí. Đoạn lão nói: "Hôm nay đã là trận chiến sinh tử, một mất một còn, sao các hạ không bỏ khăn bịt mặt xuống cho mọi người cùng một kiến tôn nhang?" Ánh tử quyết lệnh cười nhạt và nói: "Bảo chủ hà tất phải nôn nóng, sau khi đại hội Hoàng Sơn kết thúc cũng chính là lúc nhân vật của bản mình bỏ khăn bịt mặt và độc bá thiên hạ." Độc Cước Diêm La ngửa mặt cười khan một tràng, rồi lão nói: "Tác hạ cho rằng mình nắm chắc như vậy sao?" Ánh tử quyết lệnh cười một tiếng đắc ý và nói: "Chờ lát nữa đi sẽ biết thôi." La Sát Bà Bà nện lông đầu quải trượng xuống đất, tiến tới một bước và nói: "Nếu đã đến, hà tất phải chờ đợi nữa, lão thân là người đầu tiên khiêu chiến đây." Ánh tử quyết lệnh khẽ hừ một tiếng đoạn nói: "Hôm nay bản lệnh chủ không phải là người chủ trì, trước khi mọi người đến đây đầy đủ, xin cho phép bản lệnh chủ tạm thất bồi." Lời vừa dứt thì dưới chân núi lại có tiếng hô vang: "Thần quân giá lâm!" Cái đó là một loạt tiếng hô nối nhau truyền lên đến đỉnh núi. Bên phía quần ma lập tức chấn chỉnh đội hình, nghiêm túc đứng chờ. Còn phía bên quần hùng hiệp nghĩa, ai nấy cũng đều giật mình kinh động. Bởi lẽ từ ngày Thiết Quyết Minh quật khởi trên giang hồ đến nay, chưa một ai được trông thấy Tuyệt Thiên Ma Quân, truyền nhân của Âm Dương lão quái năm xưa. Chẳng mấy chốc đã thấy 12 tráng hán ăn mặc hồng y khiêng 3 chiếc kiệu vàng lên núi. Đi trước là 8 thiếu nữ mở đường, tay cầm nhạc khí khô vang. Theo sau còn có 8 đồng tử cầm phất trần và đoản kiếm hộ tống. Bước chân mỗi người đều nhẹ nhàng như đạt đến trình độ phi phàm. Sau khi lên đến tuyệt đỉnh Thủy Tính Phong, 3 chiếc kiệu vàng được bọn hồng y tráng hán đặt xuống trước mặt quần ma ở phía tây. Thế là bọn này lập tức cúi người hành lễ một cách cung kính. Chờ cho quần ma hành lễ xong, 2 hồng y đại hán đứng ở 2 bên chiếc kiệu, bất ngờ vén màn, trong kiệu có một lão nhân cực kỳ xấu xí, thân hình loát chát như một đồng tử, ngồi lọt thởm ở giữa một chiếc ghế bành to lớn. Toàn thân mặc một chiếc kim bào, trông cứ như là tiểu quỷ mặc y phục của phán quan trong các đình miếu. Không cần nói cũng biết đây chính là Tuyệt Thiên Ma Quân, nhân vật chưa từng lộ diện. Phía quần hùng vừa nhìn thấy dung mạo Tuyệt Thiên Ma Quân thì mọi người đều xôn xao bàn tán. Ngay lúc đó chợt thấy Tuyệt Thiên Ma Quân khẽ phất tay áo một cái, miệng phát ra âm thanh nghe the thé: "Miễn lễ." 2 tiếng này nghe mềm mại như tơ, nhưng truyền vào tai quần hùng hiệp nghĩa thì sắc nhọn tự như đao kiếm, khiến cho ai nấy đều phải lùng bùng lỗ tai. Bất giác quần hùng cảm thấy kinh tâm động phách, trời không rét mà cảm thấy thân người cứ muốn phát rung lên. Nên biết quần hùng tại đương trường không ai là không phải nhân vật kiệt xuất trong võ lâm. Tuy chưa động thủ nhưng đã biết bên phía mình chẳng có ai là địch thủ của vị Tuyệt Thiên Ma Quân này. Bỗng nhiên Tuyệt Thiên Ma Quân quét một đạo mục quang nhìn qua phía quần hùng, miệng cười một tràng như trẻ con rồi nói: "Khó khăn lắm mới có ngày hội đông vui như thế này. Đây là lần đầu tiên bản thần quân hội ngộ với các danh gia trong võ lâm Trung Nguyên. Bây giờ bắt đầu được rồi chưa?" Bên phía quần hùng đã cử Độc Cước Diêm La Lê Ất Hưu làm người đứng đầu. Lúc này lão lượng định tình thế và biết nếu Nam Cung Lượng không đến thì sợ rằng nhân vật võ lâm Trung Nguyên tất sẽ vùi xương tại đại hội Hoàng Sơn này thôi. Sau một thoáng suy nghĩ, lão bước tới 2 bước và cất giọng sang sảng nói: "Ma quân đã định ngày đại hội, vậy chẳng hay cách tỷ thí như thế nào?" Tuyệt Thiên Ma Quân cười hì hì nói: "Hỏi rất hay, hỏi rất hay. Nếu lão bằng hữu đồng ý thì đôi bên chúng ta sẽ phân định thắng bại trong 3 trận. Bên bại trận vĩnh viễn thần phục. Còn nếu như không đồng ý thì..."
Thủy Tinh Đỉnh này sẽ là nơi chôn thân của những kẻ phản nghịch bất phục. Bây giờ có thể bắt đầu rồi đó. Bạch Cước Diêm La cười ha hả một tràng rồi nói. Tốt, rất sảng khoái. Trên thiếp đề rõ ràng là ma quân ngươi và vũ nội thần quân liên danh với nhau, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy chủ nhân Bát Tuấn Bảo Xà xuất hiện vậy? Tuyệt Thiên Ma Quân cười hì hì nói. Cái gì là vũ nội thần quân? Tên đầu hổ đuôi rắn đó mà còn chờ làm cái gì nữa chứ? Lời vừa dứt thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng quát như sấm sét. Kẻ nào dám nói là không chờ? Theo sau tiếng quát là một bóng người như thương ưng hạ xuống giữa đương trường. Mọi người nhìn ra thì ra đó chính là Hoàng Sơn Truy Vân Tẩu. Song mục của Tuyệt Thiên Ma Quân đột nhiên kỳ quan. Lão chăm chú nhìn đối phương rồi lạnh lùng nói. Vừa rồi lão phu chủ trương không chờ, lẽ nào ngày mai hắn mới đến thì bản thần quân cũng phải chờ hắn một ngày. Truy Vân Tẩu cười ha hả một tràng đoạn cung thủ nói. Lão khiếu lần đầu tiên diện kiến tôn nhang, thật là tam sinh hữu hạnh. Nhưng lời của tôn giá vừa nói là không đúng. Thử nghĩ tệ chủ nhân đã cùng đứng tên với tôn giá trong thiếp thì xem như đã là một nửa chủ nhân rồi. Khó khăn lắm mới có được một cái thịnh hội như thế này. Đâu thấy không cho bọn ta lộ diện một chút. Tiệt Thiên Ma Quân cũng bật cười lão nói. Vậy tại sao quý chủ nhân vẫn còn chưa đến? Truy Vân Tẩu nhìn qua phía quần hùng rồi quay lại nói. Vì có chút việc chưa làm xong nên có khả năng tệ chủ nhân đến muộn một hai canh giờ vậy. Tiệt Thiên Ma Quân trầm ngâm một lát rồi đoạn nói. Lão phù có một cách an bài, chẳng hay các hạ thấy thế nào? Truy Vân Tẩu nói. Ma Quân cứ thử nói nghe xem. Tiệt Thiên Ma Quân liền nói. Vẫn tiến hành tỉ võ như thường, nhưng thay vì ước đấu ba trận bây giờ đổi thành năm trận. Hai trận cuối cùng sẽ do lão đệ ngươi và bổn chân quân xuất trường, thế nào đây? Truy Vân Tẩu mỉm cười nói, như thế mới phải. Tương lai nếu Ma Quân độc chiếm được thiên hạ thì bọn ta cũng có được nửa phần. Tuyệt Thiên Ma Quân lúc này cười nói, bên phía Lê Bảo Chủ thấy thế nào? Độc Cước Diêm La thấy nhân vật giả tràng Truy Vân Tẩu này đã đồng ý thì đương nhiên lão cũng chẳng có kiến nghị gì. Do đó lão cười ha hả rồi nói, lão phu chẳng quan tâm 3 hay 5 trận, dù là 10 trận lão phu cũng sẵn sàng bồi tiếp. Bây giờ chẳng hai trận thứ nhất do ai xuất trường đây? Tuyệt Thiên Ma Quân nói với Truy Vân Tẩu, mời lão đệ ngồi qua một bên lượt trận. Đoạn chỉ ảnh tử quyết lệnh và phất tài áo nói, từ bây giờ trở đi, ngoài trận thứ 3 do bổn thần quân xuất trường ra, kỳ dư đều giao cho ngươi định đoạt đó. Ảnh tử quyết lệnh dội cuối người nói, cung kính tuân mệnh. Nói đoạn y quay sang phía đông, cười nhạt một tiếng rồi nói với Lê Ất Hầu, trận thứ nhất do các vị phái người khiêu chiến, bảo chủ thấy thế nào? Độc Cước Diêm La thầm nghĩ, xuất trận khiêu chiến trước thì đối phương sẽ án theo công lực cao thấp mà dễ dàng lựa đối thủ ứng phó. Hiển nhiên chúng ta sẽ chiếm toàn bộ tiện nghi. Nhưng trận sau thay đổi vị trí chủ khách nên cũng vậy thôi. Vấn đề bây giờ là bảo ai xuất thủ trước. Đang lúc suy nghĩ thì chợt thấy La Sát Bà Bà nện quải trượng tung người ra giữa đương trường. Thần quy lẫm liệt miệng quát lớn. Trận thứ nhất do lão thần ta đảm trách. Bọn ma đầu các ngươi phái kẻ nào ra đây? Ảnh tử quyết lệnh cười nhạt một tiếng đoạn nói. Lão bà tử, người thân thủ bất phàm, tự nhiên là bản lệnh chủ phải phái cao thủ ứng chiến. Xem thử lão bà tử ngươi có tiếp nổi hay không. Nói đoạn y phất tay chỉ bốn tráng hán bên cạnh chiếc kiệu bên phải và hạ lệnh. Dán màn, mời Thôi đại hiệp xuất trận ứng chiến. Bốn hồng y đại hán đáp một tiếng rồi vừa dán màn kiệu và nói. Lệnh chủ có lời mời Thôi đại hiệp xuất trận. Màn kiệu vừa dán lên, quả nhiên thấy một vị lão nhân dung mạo uy nghi bước ra. Không sai, đó chính là Phong Lôi thánh thủ Thôi Thiên Hành. Quần hùng như không tin vào mắt của mình nữa, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Truy Vân Tẩu bên cạnh cũng bất giác sững sờ, thầm kêu lên một tiếng, hỏng bét rồi. Nên biết lúc này Nam Cung Lượng đã thừa cơ đột nhập Tần gia cổ bảo, lùng sục tung tích phụ thân và ngoại công của chàng,
Chẳng ngờ Tuyệt Thiên Ma Quân lại bày ra cái chiêu độc đáo này. Hiện tại Thôi Thiên Hành đã bước ra giữa đương trường. Kỳ quái là biểu hiện trên dung diện cứ như là trơ trơ như gỗ. Xong một nhìn thẳng, miệng chẳng nói một lời, tự hồ như là chưa từng quen biết với những nhân vật hiệp nghĩa trên võ lâm. Tình hình lúc này rõ ràng là bị Tuyệt Thiên Ma Quân dùng dược vật gì đó khiến cho lão ta mất đi sự chi phối của trí não. La Sát bà thấy vậy thì liên tục biến sắc, nhất thời chẳng biết phải ứng phó thế nào. Bà luôn miệng kêu lên: thôi đại hiệp, lẽ nào ngươi không nhận ra cố nhân hay sao vậy? Thôi Thiên Hành vẫn đứng trơ như pho tượng, nghe như thế nhưng không thấy, ngay cả tròng mắt cũng lờ đờ không chuyển động. Chợt nghe Tuyệt Thiên Ma Quân cười nhạt một tiếng rồi nói: bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Nói đoạn lão móc một ống sáo trúc và thổi ba tiếng. Thôi Thiên Hành vừa nghe tiếng sáo thì tựa như chịu một thứ cảm xúc nào đó. Lão quát lên một tiếng, song chưởng dung lên rồi đánh mạnh vào giữa ngực của La Sát bà. Chưởng thế quy mãnh đủ di sơn đảo hải. Chưởng phong như phong ba bão táp, thủ pháp xuất thủ chính là dân vũ phong quyệt. Điều này cho thấy công lực lão ta chưa mất, nhưng La Sát bà lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vừa không thể đánh, vừa không thể không đánh. Do đó bà đành dịch chuyển thân người, né tránh và quát lớn: thôi đại hiệp, ngươi điên rồi, còn không mau ngừng tay. Nhưng mặc cho bà ta quát tháo, Thôi Thiên Hành vẫn chẳng nghe gì. Song chưởng cứ liên tục dỗ ra, chiêu thức đều là sát thủ, tuyệt đối không một chút nào lưu tình. Chi cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện phòng thủ, chính diện mở toàn như cửa nhà quan. Chớp mắt qua 10 chiêu, La Sát bà dựa vào công lực thâm hậu nên chỉ di chuyển tránh né mà không phản kích. Tuy nhiên mồ hôi đã thấm đẫm toàn thân. Quần hùng thấy tình hình như thế này thì đều lo lắng và khẩn trương vô cùng. Song chẳng biết phải làm thế nào mới khiến cho Thôi Thiên Hành ngừng tay được. Tuyệt Thiên Ma Quân ngồi ở trên kiệu liên tục phát ra những tràng cười quái dị, dường như là rất đắc ý. Lúc này độc cước Diêm La còn kiên nhẫn được nữa, lão chỉ Tuyệt Thiên Ma Quân mà quát lớn: giỏi cho tên cẩu tặc với âm mưu tàn độc muốn mượn đau giết người như vậy thì còn gọi gì là tỷ thí nữa chứ, có giỏi thì chính lão quỷ người ra đi. Tuyệt Thiên Ma Quân cười nhạt nói: muốn bổn thần quân xuất trận hả, thì hãy chờ đến trận thứ ba đi. Vừa rồi song phương đã thỏa ước là lấy một chọi một, lẽ nào ngươi muốn phản ước sao? Hả? Độc Cước Diêm La quát lớn: ngươi dùng tà thuật gì mà khiến Thôi đại hiệp mất đi lý trí như vậy? Ảnh Tử Quyết Lệnh đứng bên cạnh xen vào: sao ngươi không tự đi hỏi Thôi Thiên Hành đi? Lúc này Chưởng môn Thiếu Lâm Bách Trí Thiền Sư chỉ biết ngậm than thở. Lão bước đến bên cạnh của Lê Ất Hưu và khẽ nói: hay là bọn lão nạ cùng xông ra dây lấy Thôi đại hiệp, khống chế quyết quyệt của lão ta rồi từ từ chữa trị sao? Bảo chủ thấy thế nào? Lê Ất Hưu thấy tình thế trước mắt đã không thể kéo dài được nữa, đồng thời cảm thấy ngoài cách này ra chẳng còn cách nào tốt hơn. Do đó lão khẽ nói: vậy thì xin đại sư phải cẩn thận ngàn vạn lần, chớ gây tổn thương cho Thôi đại hiệp, bằng không chúng ta sẽ chẳng thể ăn nói với Nam Cung phu nhân. Bách Trí Thiền Sư gật đầu nói: điểm này xin Lê Bảo Chủ an tâm. Nói đoạn lão phớt tay ra hiệu cho Bách Quả Thiền Sư, rồi lập tức tung lướt về phía Thôi Thiên Hành đang cuồng điên xuất thủ. Ảnh Tử Quyết Lệnh thấy như vậy thì quát lớn nói: lâu nay nghe nói các vị tự cho là nhân vật hiệp nghĩa đạo quang minh lỗi lạc, bây giờ sao lại cậy đông hiếp ít đánh nhau lung tung như thế chứ? Nói đoạn y chỉ cổ kiệu bên trái và hạ lệnh: mời Nam Cung đại hiệp xuất trận. Màn kiệu lại vén lên, một người bước ra, quả nhiên đó là Trung Nguyên kiếm chủ Tà Dương Thần Kiếm Nam Cung Nhiệm. Ngay lúc đó Tuyệt Thiên Ma Quân lại lấy cái ống sáo trúc ra rồi thổi một bài, tiếng sáo tựa như là một thứ tà thuật. Nam Cung Nhiệm đang đờ đẫn thì bỗng nhiên như có thần trợ giúp, trường kiếm xuất vỏ, miệng quát lớn một tiếng rồi bổ nhào về phía Bách Trí và Bách Quả Thiền Sư. Xoạt xoạt xoạt, chớp mắt đã mãnh liệt công ra ba đường kiếm. Bách Quả và Bách Trí cả kinh vội lách người tránh né, đồng thời hai lão cũng quát lớn: Nam Cung đại hiệp hãy mau dừng tay lại. Nhưng cũng giống như Thôi Thiên Hành,
Nghe như không nghe, trường kiếm liên tục xuất chiêu, công ra vô cùng mãnh liệt. Giữa lúc quần hồn đang thúc thủ vô kế khả thi thì đột nhiên nghe có một tiếng hú dài từ chân núi. Dư âm chưa dứt, bóng người đã như một làn khói nhẹ nhàng lướt lên đỉnh Tiệt Phong và hạ thân xuống giữa đương trường. Mọi người quét một quan nhìn ra rõ ràng đó là chủ nhân của Bát Tuấn Bảo Xa, Vũ Nội Thần Quân. Tuyệt Thiên Ma Quân liền phát ra một tràng cười quái gở rồi nói: Sao thần quân lại đến muôn vậy? Người thấy kiệt tác của ta thế nào hả? Vũ Nội Thần Quân đột nhiên quát lớn nói: Giỏi cho tên ma đầu, ngươi cho rằng bổn thần quân là ai chứ? Lời vừa dứt thì tay cũng đưa lên vuốt mặt một thiếu niên mày kiếm mắt sao uy phong lẫm liệt. Ảnh Tử quyết lệnh kêu lên thất thành: Thì ra ngươi là Nam Cung Lượng. Nam Cung Lượng phá lên một tràng cười sang sảng đoạn nói: Không sai, ác mà, hôm nay Hoàng Sơn sẽ là nơi dùi thân của ngươi đó. Thân hình của chàng bất ngờ lướt tới, miệng hô lớn: Ngoại tổ, phụ thân, hãy mau dừng tay. Lời vừa xuất thì người đã chui vào dòng chiến, hữu thủ xuất như chớp điểm vào quyệt tê của Nam Cung Nhiễm trước. Ảnh Tử quyết lệnh cười nhạt: Nam Cung Lượng, nếu ngươi tùy tiện điểm quyệt thì bản lệnh chủ không chịu trách nhiệm về sinh tử của Nam Cung Đại Hiệp đâu nha. Nam Cung Lượng rùng mình, chàng giỏi rụt tay lại và lùi về phía sau. Từ ngày chàng tham ngộ được thần công trong Linh Thiên Tàng Thiên, thân pháp nhanh đến độ xuất quỷ nhập thần, tiến thoái chỉ là chuyện chớp mắt. Quần hiệp thấy vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chợt nghe Hoàng Sơn Truy Dân Tẩu cười lớn rồi nói: Lão phu cũng muốn khiến người lộ chút diện mục cho người xem thử rồi rốt cuộc nhân vật nào. Nói đoạn lão tung người như chớp về phía Ảnh Tử quyết lệnh, hữu trảo chộp thẳng xuống đầu đối phương, thần pháp nhanh cứ như là tia chớp. Ảnh Tử quyết lệnh kinh hãi, mắt thấy bóng người qua lên trước mặt, y định xuất thủ phản kích nhưng cảm thấy không còn kịp nữa, bất giác kêu thất thanh một tiếng rồi lùi ra sau. Nên biết quỷ nhãn thần thâu hóa trang làm Tri Dân Tẩu này cũng đã luyện tập võ công của thiên môn, thân thủ đã hoàn toàn khác xưa. Chiêu vừa xuất thủ chính là Thâu Thiên Quán Nhật trong bộ Thần Thâu Bát Pháp. Trong lúc xuất kỳ bất ý thì Ảnh Tử quyết lệnh làm sao tránh né cho kịp. Khăn đen trùm đầu của Ảnh Tử quyết lệnh vừa được giật xuống, bản lai diện mục lập tức bị lộ xuất. Chẳng những quần hùng kinh ngạc không thôi, mà ngay cả Tuyệt Thiên Ma Quân và Cực Lạc Tiên Tử cũng bất ngờ kêu lên thất thanh. Thì ra Ảnh Tử quyết lệnh thủy chung giữ thân phận cực kỳ bí mật đối với giang hồ lại là Linh Hồ Tần Tung. Mọi người còn đang sững sờ thì chợt nghe Tuyệt Thiên Ma Quân nói: Tần Trung, thì ra là ngươi, Hà Nhược Phi ở đâu? Ba tiếng Hà Nhược Phi khiến cho Nam Cung Lượng nghe như sét đánh bên tai. Nhất thời chàng đứng thẳng người ở giữa đương trường. Linh Hồ Tần Trung đầy vẻ kinh hãi, đi vội cúi người nói với Tuyệt Thiên Ma Quân: Lệnh chủ và Nam Cung Lượng thông đồng đã biển thủ Linh Thiên Tàng Thiên và trốn đi rồi. Vì giữ thể diện cho thần quân, tại tọa thuộc hạ bất đắc dĩ phải giả mạo lệnh chủ, đồng thời để các mọi người khỏi phải sinh lòng khiếp sợ. Tuyệt Thiên Ma Quân cười ha hả rồi nói: Tốt, tốt. Tần đàn chủ, ngươi đến đây, bổn thần quân có mấy chuyện quan trọng muốn phó thác cho ngươi. Tần Trung vui mừng nói: Xin thần quân cứ sai bảo, dù cho chết vạn lần, thuộc hạ cũng không dám từ chối. Nói đoạn y vội vàng chạy tới trước, nhưng đột nhiên Tuyệt Thiên Ma Quân phất tay áo một cái miệng quát: Dối trên lừa dưới, đáng chết. Thân hình của Tần Trung bị một luồng chưởng phong hất tung lên không trung như cánh diều đứt dây. Vừa rồi y còn ngồi gần Tuyệt Thiên Ma Quân không đầy một trượng, bây giờ như chiếc lá thu rơi trong gió, bay ra xa bảy tám trượng, rơi bệt xuống đất, hồn quy địa phủ. Thảm trạng này xung quanh khiến cho quần hùng không rét mà run, tên nào cũng toát mồ hôi lạnh. Bên phía quần hùng cũng kinh động toàn thân trước phần công lực thâm hậu của Tuyệt Thiên Ma Quân. Ngay lúc đó lại nghe Tri Dân Tẩu quát lớn: Thời điểm tiêu diệt quần ma đã đến, Nam Cung Lượng không mau động thủ mà còn chờ đợi gì nữa. Trong tiếng quát, lão đã lướt đến chỗ của Công Tôn Mị, độc thủ nhân ma song chưởng liên hoàn xuất ra ba chiêu, chưởng ảnh ảo hóa thành muôn bóng chưởng, lộ số vô cùng quái dị. Cực Lạc Tiên Tử và độc thủ nhân ma đều biến sắc, cả hai vội vàng liên thủ phản kích. Chớp mắt một cái, trường ác đấu đã triển khai.
Nam Cung Lượng đã sớm hoạch định kế hoạch ở trong đầu, chàng đứng giữa đương trường hô lớn: "Các vị đại sư Thiếu Lâm, xin tạm thời dây bắt ngoại tổ và gia phụ." Đoạn chàng tiến về phía Tuyệt Thiên Ma Quân và lạnh lùng nói: "Tuyệt Thiên Ma Quân, ngày này năm sau là giỗ đầu của ngươi đó." Tuyệt Thiên Ma Quân thấy đương trường đại loạn, tâm kế hoàn toàn thất bại. Lão cười nhạt và nói: "Nam Cung Lượng, nếu người tiến một bước nữa, chỉ cần bổn thần quân thổi một tiếng sáo là lên ngoại tổ và lên tôn lập tức hồn du địa phủ đó." Nam Cung Lượng giật mình, chàng vội dừng bước và nói: "Rốt cuộc là ma đầu ngươi đã thi triển tà thuật gì?" Tuyệt Thiên Ma Quân cười nhạt và nói: "Là thôi hồn đại pháp độc môn của bổn thần quân, không tin thì ngươi cứ thử xem." Thực ra Nam Cung Lượng đâu biết ngoại công và phụ thân của mình đã bị ép uống vào một thứ thuốc độc. Độc này khiến cho hai người mất đi thần trí trong thời gian 5-3 canh giờ. Bất luận giải cứu thế nào thì dược độc cũng cực kỳ tàn độc kia cũng khiến cho huyết quản dở ra mà chết. Lúc đến, Tuyệt Thiên Ma Quân tự nghĩ có sự uy hiếp này và lực lượng hùng hậu thì trong thời gian 5 canh giờ ắt sẽ đủ để giải quyết gọn Võ Lâm Hiệp Nghĩa Trung Nguyên. Nào ngờ những âm mưu ác độc này đã bị Nam Cung Lượng phá sạch sành sanh. Hiện tại, Nam Cung Lượng đang suy nghĩ tìm kế sách. Làm thế nào mới có thể khiến cho Tuyệt Thiên Ma Quân cúi đầu chịu trói đây? Nghe Tuyệt Thiên Ma Quân cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp: "Nam Cung Lượng, chỉ cần ngươi hạ lệnh cho mọi người ngừng tay, thì bản thần quân đồng ý không hại phụ thân ngươi một sợi tóc." Nam Cung Lượng quét một quan nhìn ra. Lúc này sát khí giữa đương trường đã bốc lên ngút trời, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Ngoài La Sát Bà Lê Tuệ, Nhậm Sáu Quân dây lấy Thôi Thiên Hành, Bách Trí, Bách Quả của Thiếu Lâm và Phiêu Phong Kiếm Khách, Dịch Như Quân dây lấy Nam Cung Nhiễm. Kỳ dư quần hùng còn lại đều như mãnh hổ tấn công bọn Lam Y Nhân bịt mặt. Tình thế đang dần dần chiếm lấy thế thượng phong. Ngân Tiên Phi Long Nhậm Bất Khí dùng Ngân Tiên Phi Vũ như thần long mãnh xà xúc động. Ngân quang đầy trời, Bách Động Tôn Giả đang bị dây trong bóng roi. Chiêu thức sát thủ liên tục xuất ra khiến lão độc vật chẳng có thời gian để phóng độc, nhất thời bị đẩy rơi vào hiểm cảnh. Độc Cước Diêm La Lê Ất Hưu đang đơn đả độc đấu với độc thủ Nhân Ma Cốc Nhất Minh. Chân giả liên tục phát ra mấy tiếng cốc cốc. Dưới uy thế cực mạnh của kinh thần khắp quỷ tam thập nhị thức, độc thủ Nhân Ma phải liên tục chống đỡ, nhất thời thủ đa công thiểu. Những môn điểm thường Mục Trung Nam và Ngũ Sắc Ngũ Kiếm đang dây kích Cực Lạc Tiên Tử Công Tôn Mị. Cục diện bên này càng thảm hơn, Công Tôn Mị chỉ lo chống đỡ chứ không còn sức đánh trả. Những nhân vật này đều là chủ lực của Thiết Quyết Minh, nhưng cho đến hiện tại không một ai chiếm được thế thượng phong. Kỳ Dư, Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm và trưởng môn của Võ Đan, Linh Quy Chân Nhân Soái Lãnh, bốn vị cao thủ Võ Lâm khác cùng với trưởng môn Nga Mi là Hư Vô Trưởng Lão dây kết bọn Lam Y Nhân bịt mặt. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là một số Lam Y Nhân bịt mặt này trở giáo đánh lại đồng bọn, tự diệt lẫn nhau. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ có không ít nhân vật bị uy hiếp bức hại, vì vậy làm sao họ bỏ qua cơ hội báo thù này. Trong chớp mắt, hàng trúc kiếm của trưởng môn Võ Đan đã liên tiếp hạ gục ba Lam Y Nhân bịt mặt tứ phương bát hướng, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm. Với tình thế toàn cục mà suy thì có thể nói Thiết Quyết Minh đã bại lộ chân tướng, vấn đề chỉ còn là thời gian. Trước tình hình như vậy, Nam Cung Lượng cảm thấy không thể để đối phương có cơ hội lựa chọn nữa, bằng không biết đâu rằng lại có biến hóa gì khác. Thế là chàng cười nhạt một tiếng và nói: "Tuyệt Thuyền Ma Quân, ngươi không cần phải bày ra âm mưu quỷ kế gì nữa, ta xuất chưởng phân định thắng bại thôi." Nói đoạn, chàng ngầm dẫn công lực chuẩn bị xuất thủ. Chàng cảm thấy muốn cứu ngoại công và phụ thân thoát khỏi sự khống chế của tên ma đầu này thì chẳng có cách nào khác ngoài việc động thủ. Nào ngờ Tuyệt Thiên Ma Quân cũng đồng ý một cách dễ dàng. Lão cười nhạt một tiếng rồi đoạn nói: "Cũng được, bổn thần quân sẽ thưởng thức của người ba chưởng, đồng thời cũng cho người nếm chút lợi hại. Kỳ dư những vấn đề khác hãy tính sau đi." Nói đoạn, lão quát lên một tiếng, người vẫn ngồi nguyên vị trên ghế, song thủ phất mạnh về phía trước. Theo thế phất của song thủ, hai luồng ám khí lặng lẽ cuộn về phía Nam Cung Lượng.
quy thế như dòng thác từ muôn trượng đổ xuống. Ngay lúc đó song một của Nam Cung Lượng lỗ xuất kỳ quan, song chưởng bình thế đẩy ra. Thế xuất chưởng phong trông rất bình thường, nhưng theo đó là hai đạo dương cương chưởng lực ào ạt tuôn ra, quy thế đủ di sơn đảo hải, tan bia nát thạch, nhất thời bụi đá tung bay mịt mù. Ầm, một tiếng kình thiên động địa, bốn đạo chưởng lực tương tiếp, kình khí bắn ra vèo vèo tứ phía. Nam Cung Lượng cảm thấy cổ tay bị chấn động mạnh, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, công lực của tên ma đầu này quả nhiên là vô cùng thâm hậu, xem ra muốn khống chế lão ta thì không thể không dở chút thủ đoạn rồi. Ý nghĩ chưa dứt thì chợt nghe Tuyệt Thiên Ma Quân lại quát lên một tiếng, song thủ phất ra lần thứ hai. Lần này Nam Cung Lượng cảm thấy lực đạo trong hai luồng kình khí âm hàn tuy mãnh liệt hơn vừa rồi rất nhiều, rõ ràng đối phương đã gia tăng mấy thành chân lực, tuy nhiên chàng cũng không dám chậm trễ. Chưởng thức xoay chuyển liên tiếp hai vòng, rồi đột ngột xuất ra một đạo dương cương chân lực bắn tới như chớp. Âm âm, hai tiếng long trời lở đất, Nam Cung Lượng thối lùi hai bước. Chàng ngưng thần nhìn ra, thấy chiếc ghế của Tuyệt Thiên Ma Quân đã lún sâu xuống đất nằm tất có dư. Bây giờ Nam Cung Lượng mới phát hiện ra rằng sở dĩ thủy chung đối phương không rời ghế là vì hai chân đã bại liệt, không thể nào đứng lên được. Nhất thời tâm kế đột khởi, chàng dương người tung lên cao năm trượng, thậm chí chụp xuống như mưa. 12 hồng y đại hán và 8 thiếu nữ cùng 8 tên đồng tử đều lần lượt ngã xuống. Tuyệt Thiên Ma Quân liên tục biến sắc, song chưởng đẩy thẳng lên không trung. Nhưng đáng tiếc là Nam Cung Lượng đã vượt qua đầu lão và hạ thân xuống sau ghế. Đang lúc Tuyệt Thiên Ma Quân chẳng biết xoay trở thế nào thì đột nhiên lão cảm thấy hai luồng chỉ phong như phi đao kích thẳng vào hai huyệt tê nơi thắt lưng. Lão chỉ kịp hự lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Nam Cung Lượng lướt tới như chớp, hữu thủ chụp vào cổ áo của Tuyệt Thiên Ma Quân. Chàng dở bỏng người của hắn lên và quát lớn, thuốc giải đâu? Sắc diện của Tuyệt Thiên Ma Quân đã tái nhợt, lão ấp úng nói, thuốc giải trong bình ngọc dưới thắt lưng. Nam Cung Lượng xuất tả thủ, lần mò quanh thắt lưng của đối phương rồi lấy ra một bình nhỏ có nắp đậy màu hồng. Chàng gằn giọng và nói tiếp, muốn sống thì mau làm cho ngoại tổ và phụ thân của ta ngưng tay đi. Tuyệt Thiên Ma Quân buông một tiếng thở dài, rồi đưa ống sáo lên miệng, thổi ra 5 tiếng. Phong Lôi Thánh Thủ, Thôi Thiên Hành và Tà Dương Thần Kiếm Nam Cung Nhiễm đang cuộn công mãnh kích, đột nhiên đứng sững người lại, thần thái đờ đẫn như người vô hồn. Nam Cung Lượng lạnh lùng nói, nếu đây không phải là thuốc giải ngoại công và phụ thân ta, có mệnh hệ gì? Nam Cung Lượng, ta sẽ bầm thay lão ra như tương đó. Tuyệt Thiên Ma Quân cười nhạt nói, lão phu đã rơi vào tay ngươi, sống chết tùy ngươi định đo, còn tin hay không thì tùy ngươi đi. Nam Cung Lượng tức tốc xuất thủ phế toàn bộ võ công của Tuyệt Thiên Ma Quân. Đoạn chàng lướt tới cạnh ngoại công và phụ thân, lần lượt lấy thuốc giải cho hai người uống. Lúc này bọn Cực Lạc Tiên Tử, Bách Độc Tôn Giả, Độc Thủ Nhân Ma cũng đều bỏ mạng tại đương trường. Bọn Lâm Y Nhân bịt mặt tử thương hơn phân nửa, còn một số thọ thương đang lăn lộn kêu la ở dưới đất. Một vài tên nhanh chân tẩu thoát xuống núi. Trường ác chiến coi như đã kết thúc. Tuy quần hùng đều hao tổn khá nhiều công lực, nhưng tinh thần lại cùng phấn chấn. Lúc này bọn họ dây lại quanh Thôi Thiên Hành và Nam Cung Nhiễm chờ xem phản ứng. Thời gian chừng nửa canh giờ trôi qua, trong mắt của Thôi Thiên Hành và Nam Cung Nhiễm đã bắt đầu lấp lánh thần quang. Cả hai nhìn quần hùng dây quanh mình và tỏ ra ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ thuốc giải có hiệu nghiệm, và cũng chứng tỏ Thôi Thiên Hành và Nam Cung Lượng đã dần dần bình phục thần trí và nhận ra quần hùng. Nam Cung Lượng vui mừng khôn tả, chàng định lao đến ôm chầm lấy phụ thân. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên có một bóng người lướt như bay lên tuyệt đỉnh của Thủy Tính Phong, đồng thời miệng kêu lớn, Lượng Nhi, phụ thân, phu quân. Không cần nói cũng biết, đó chính là Lục Thường Tiên Tử Thôi Mật. Bà lao vào giữa đương trường ôm chầm lấy Nam Cung Lượng rồi ôm phụ thân Thôi Thiên Hành. Cuối cùng bà gục đầu vào vai của phu quân Nam Cung Nhiễm. Xong một lệ tuôn như suối, Nam Cung Lượng cũng ôm choàng cả phụ mẫu ngoại công mà khóc. Cảnh đoàn tụ thật là vô cùng cảm động. Quần hùng cũng có người động lòng khóc theo, có người rưng rưng ngấn lệ, có người buông tiếng thở dài. Chư Tăng Thiếu Lâm thì buộc miệng niệm A-di-đà Phật.
Hồi lâu sau niềm xúc động mới dần dơi, quần hùng bình tâm trở lại. Một số người hỏi han Thôi Thiên Hành về những chuyện đã qua, một số dây hỏi Nam Cung Nhiễm và Thôi Mật. Nam Cung Lượng và Quỷ Nhãn Thần Thâu Cừu Xâm lúc này đã từ bỏ hóa trang bước đến giải quyết cho bọn Hồng Y Đại Hán, tám thiếu nữ và tám đồng tử, sau đó lệnh cho chúng khiêng Tuyệt Thiên Ma Quân xuống núi và buộc lão ta vĩnh viễn quy ẩn giang hồ. Cuối cùng quần hùng đang định hạ sơn thì đột nhiên có một bóng người như làn khói lam lướt lên đỉnh, rồi lại hạ thân xuống đương trường, miệng cười ha hả nói: "Lão phu mang đến cho quý vị một tin vui nữa đây. Ảnh tử quyết lệnh Hà Nhược Phi đã tự vẫn rồi. Ôi thật là một trường kiếp nạn đáng sợ." Nam Cung Lượng thấy người này tựa như là thấy ân nhân, chàng lao vào vòng tay của lão già nói: "Tiền bối, tiền bối cũng đến sao?" Thôi Mật cũng buộc miệng kêu lên: "Thì ra là lão trưởng." Không nói cũng biết đây chính là Thiên Môn cư sĩ. Lão vỗ vai của Nam Cung Lượng già nói: "Lão phu chúc mừng ngươi, đồng thời cũng báo cho ngươi biết tiền đồ của ngươi còn rất dài, trách nhiệm vẫn còn chưa hết. Nam Cung Môn dựa vào ngươi mà trùng hưng chấn phát, Thiên Môn võ học cũng dựa vào ngươi mà phát dương quang đại đó." Nam Cung Lượng gật đầu nói: "Giảng bối xin ghi nhớ lời giáo huấn của tiền bối." Thế là quần hồn nhìn nhau cả cười, rồi dắt tay nhau hạ sơn. Trên đường đi, Lê Tuệ và Nhậm Sáu Quân luôn theo sát hai bên Nam Cung Lượng, và thỉnh thoảng chàng liếc nhìn hai nàng với ánh mắt đầy tình ý.